do thiếu hụt nguồn cung cùng với tình trạng mua xe kèm lạc đã khiến cho doanh số của Toyota Riser phần nào gặp khó khăn, tuy nhiên vẫn có sự tăng trưởng khá mạnh. Theo báo cáo bán hàng từ Vama thì trong tháng 4 năm 2022, Toyota Riser có doanh số tăng từ 630 xe lên tới 810 xe, còn với Kia Sonet lại có sự tăng trưởng mạnh từ 945 xe lên 1.453 xe bán ra toàn thị trường. Cụ thể, Toyota Riser có 334 xe bán ra ở thị trường miền Bắc, 182 xe tại miền Trung và 294 xe tại miền Nam. Với Kia Sonet thì có 1.050 xe tại miền Bắc, 81 xe và 322 xe tại miền Trung và miền Nam. Mặc dù số lượng của Toyota Ariser về gần như đầy đủ hơn so với lúc mới ra mắt, nhưng tình trạng bia kèm lạc vẫn còn diễn ra thậm chí công khai hơn khi có mức giá chênh lệch trung bình 25-30 triệu đồng chỉ để nhận xe sớm đã phần nào ảnh hưởng đến doanh số bán của mẫu xe này. Với Kia Sonet dù có mức giá điều chỉnh tăng nhưng với lợi thế xe lắp ráp trong nước vẫn còn trong thời điểm hưởng ưu đãi 50% phí trước bạ và nguồn cung cũng đầy đủ đã giúp cho doanh số xe tăng cao. Tuy nhiên cho thời gian tới việc mua xe sẽ có phần khó khăn hơn khi mà tình trạng thiếu nguồn cung linh kiện trở nên khan hiếm cũng là vấn đề chung của các hãng xe hiện nay. Còn Kia Sonet có hiệu suất vận hành tốt hơn nhờ việc trang bị động cơ Smartstream 1.5L cho công suất 113 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 144 Nm đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc vô cấp thông minh IVT. Hiện kia Sonet có mức giá dao động từ 499 triệu đồng đến 624 triệu đồng. Kể từ khi ra mắt tới nay, Toyota Riser và Kia Sonet liên tục bám đuổi nhau về mặt doanh số khi mỗi xe đều có những lợi thế của riêng mình. Trong đó, Toyota Riser có tương đối đầy đủ các trang bị an toàn như trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, bốn cảm biến và 6 túi khí và có mức giá niêm yết từ 547 triệu đồng.